ngồi đây nói chuyện cái sức, ngồi đây nói chuyện sức. Vậy nói gì? Mà tôi nhắc mới nhớ nha. Chị cái chị cái chị Bảy trong xóm này nè. Hồi lúc mà chị vừa báo tin tôi là bà mất nè. Không tin được luôn không? Sao không tin? Tôi đang thấy bà sống phe phe, tự nhiên bà Bảy bà báo tin tôi bà này bà mất cái tôi hết hồn luôn. Bởi vậy tao nói bà mất đột ngột. Tính ra cũng 3 năm rồi không? 3 năm rồi hả? Mà hả, đi khám bác sĩ ôi đủ thứ bệnh hết trơn, nào là tiểu đường nè, rồi mở trong máu rồi cái gì đó. Chà, mở trong máu luôn hả? Mà ông anh sao mở trong mỡ mà chưa đi nữa ta? Nín nha, nha, nha. Trời ơi, mở miệng câu trước câu sau là vô duyên à. Dạ, con có chuyện này quan trọng muốn nói với bà. Ba bình tĩnh nha. Cái gì? Hai vạch rồi. Thì mày đi đổi qua cái gì? Hai vạch thì đi đổi qua 4G lên 3-4 vạch mày. Kêu mày bao nhiêu lần lại? Chào tất cả quý vị khán giả. Trong cái chủ đề mùa xuân lần này thì Phát La chọn một cái ý tưởng, đó là những cái gia đình vẫn còn những ông bố rất là bảo thủ. Bởi vì khi mà con gái của mình mà lỡ dạy hoặc là lỡ có một cái vấn đề gì đó mà không có theo cái ý muốn của ông bố thì ông bố sẽ lập tức phủ nhận cái chuyện đó luôn. Rất nhiều trường hợp là gây nên những cái chuyện mà không đáng, rất là những chuyện rất là thương tiếc cho những cái nạn nhân, ví dụ như là con cái trong gia đình. Thì Phát La muốn thông qua cái chủ đề này thì muốn một chút gì đó gửi đến cho quý vị khán giả một cái thông điệp là trong cuộc sống thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều duy nhất mà chúng ta nên làm đó là mình sẽ thông cảm một xíu với tất cả mọi người xung quanh, cũng như là với đặc biệt là trong thành viên trong gia đình của mình, thì mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ hơn và nó sẽ giải quyết được êm đẹp hơn. Ai ai thiệt tình á, dỗ quải gì đâu có mình ên nè. Từ sáng tới giờ không ai dòm ngó điện trên rồi. Nay đám dỗ bà nè nghe. Rồi tôi dặn Thu ra chợ đó mua đồ ăn ha, trái cây rồi cúng kiến rồi tươm tất cho bà. Về đây cho vui nghe không. Còn cái con Thu làm cái gì đâu mà từ sáng tới giờ kêu đi chợ làm như ngủ luôn ngoài chợ hay gì á. Bực bội hết sức à. Anh Nam. Cái gì? Ai đó? Khỏe không anh Nam? Khỏe. Ai hả? Tây. Gì vậy cha? Trời ơi, ăn bận kiểu gì vậy cha Tám? Đây xin giới thiệu outfit today. Trời ơi, thấy mệt ghê không? Trời ơi, trời ơi, cái gì? Cha dạ. Đầy đủ ha. Đầy đủ, bữa nay là vui đó. Đám dỗ bả mà. Thì nay qua để đám dỗ bả nè. Tại hôm nay nhà không có nấu cơm. Đi về. Đi về đi em. Đang cái tánh vô duyên không bao giờ bỏ được hết trơn trời á. Làm dữ quá. Đi về. Ê, hôm nay tôi đi qua đây có bao thư nha. Cái gì bao thư? Có bao thư đàng hoàng nha. Bao thư gì? Trời đất ơi. Ông đi ăn đám dỗ, em đang sinh nhật. Thì tôi đi ăn đám dỗ phải tươm tất lịch sự rồi chứ. Tươm tất lịch sự gì? Bây giờ ông bỏ bao thư hả? 5-10 triệu. Không có đám nào mà nó dám đón chào một cái người vô duyên nha, ông nói thiệt. Hôm qua người ta chơi đám dỗ mà được khó quá à. Giờ có 5-10 triệu cũng không ai cho ông đi ăn đám dỗ hết trơn. Thôi ông đi về đi, ông về đi. Ông ở đây tôi bực bội quá, tôi đã khó khăn rồi. Mà hả, gặp ông chọc tôi chửi hoài à. Thôi, nói chứ nhà không nấu cơm thiệt. Cho ăn ké bữa đi. Nấu cơm. Thôi nói vậy nghe cũng được. Thì hàng xóm láng giềng mà nhà có dỗ quải thì qua ăn cơm chung vui chứ có gì đâu. Dạ. Chà. Bác Nam ơi, bác Nam. Bác Nam ơi, bác có nhà không? Đứa nào bây? Dạ, con Tịnh, con bác Tám nè. Ủa? Tịnh? Tịnh con ông kìa. Cái vô đi con, cửa dạ. Nó đóng. Dạ, con chào bác Nam. Ủa? Dạ. Ủa? Ba? Trời ơi, ba qua đây mà sáng giờ con kiếm muốn chết hả? Kiếm làm gì? Thì con nhớ ba con phải kiếm chứ. Tao lớn rồi, tao muốn đi đâu tao đi với mày, làm như tao nít mày quản lý tao mày. Đâu có được. Bây giờ con về mà không thấy ba là con phải đi kiếm, lỡ ba đi đâu lạc rồi mất công đăng báo tìm nữa khổ lắm ba ơi. Ô, mày xảo mày ơi. Là mày yêu thương tao không vậy? Trời ơi, con yêu thương ba mà. Hùng ba nè. Mày nghe mày. Ba khó mà.
Dạ bác Năm cho con xin phép thắp nhang vô cho đi bác con gái. Bữa nay dỗ bác gái đó, vô thắp nhang đi. Dạ. Thấy không? Thằng nhỏ nó nhỏ mà nó tử tế không? Vô tới nhà nó biết thắp nhang lên bàn thờ cái. Ông tới từ sáng tới giờ không thắp được cây nhang cho bả nè. Tại ông không biết chứ ngày nào tôi cũng thắp nhang cho bả. Gì? Đâu ra mà ngày nào cũng thắp? Bên nhà tôi có bàn thờ của bả mà. Có luôn hả? Trời ơi. Thì đó, tôn thờ tình yêu yêu chung một cô gái vậy. Ôi nín đi. Ủa gì vậy? Cặp nổi điên không à? Vợ người ta mà đem về nhà thờ thì mốt ông đi tôi đẩy qua bển ở chung cho vui. Ở đây đi. À, ba qua đây ba cứ ghẹo bác Năm hoài à. À bác Năm ơi, bây giờ trái cây này con để đâu được bác Năm? Ờ thì con cứ để đây đi con, để đại đây đi rồi lát rồi bác kêu ông Thu nó chưng lên cho đẹp ha. Trời ơi, nhỏ dễ thương quá ông. Nó tự tế, ăn nói có duyên chứ không con, qua đây ăn đám giỗ phải không? Dạ con qua đây ăn đám giỗ mà. Tại nhà con không nấu cơm. Nhắn tin kia nó qua mà. Còn vậy luôn đó. Nói chung là biết là đám giỗ cho nên không có nấu chứ không phải là không nấu mới đi qua đám giỗ. Dạ. Hai cho con tụi bay một ruột à. Đi qua đi chung vui với ông anh ở nhà có một mình với đứa con không à, hai cho con lủi thủi. Rồi, ngồi đây nói chuyện cái sức, ngồi đây nói chuyện sức. Vậy nói gì? Mà tôi nhắc mới nhớ nha. Chị Bảy trong xóm này nè. Hồi lúc mà chị vừa báo tin tôi là bà mất nè. Không tin được luôn không? Sao không tin? Tôi đang thấy bà sống phe phe, tự nhiên bà Bảy bà báo tin tôi bà này bà mất cái tôi hết hồn luôn. Bởi vậy tao nói bà mất đột ngột. Tính ra cũng 3 năm rồi không? 3 năm rồi hả? Mà hả đi khám bác sĩ ôi đủ thứ bệnh hết trơn, nào là tiểu đường nè, rồi mở trong máu được cái gì đó. Chà, mở trong máu luôn hả? Mà ông anh sao mở trong mở mà chưa đi nữa ta? Nín nha. Trời ơi, mở miệng câu trước câu sau là vô duyên à. Không, tại vì tôi ý tôi là sao bả đi 3 năm mà anh chưa đi nữa. Phải, tôi sợ bả dưới bệnh một mình bả buồn. Phan dép không chịu. Nói câu nào ra sợ cũng xui xẻo ở trên Tết nhất tới nơi rồi. Ta sợ, ta sợ buồn thôi mà khó quá. Thiệt á. Dạ thôi, bác Năm bình tĩnh, bác Năm ba con vậy á. Ê, nói nghe nè, thèm xì gũ quá. Em đủ phải không? Lát rồi mình ăn nhậu xíu. Nói đàng hoàng đi, đi mua cho. Chị ngủ. Nói chung bữa nay rồi sẵn qua đây rồi ở đây ăn cơm nhà bác cho vui, nay đám giỗ phải không con? Dạ. Rồi, ở đây đi nha. Tôi ra ngoài đầu chợ tôi mua xị rượu. Lai ra tới chiều nha. Ok. Ê vậy. Mua tôi cá sặc nữa nha. Cá sặc. Yên tâm, tao rất ơi tôi mà. Trời ơi, ông Năm sớm này mà chơi là chơi xả láng á, okay. Có đồ nhậu đàng hoàng. Để xíu mua con khô đuối nha. Trời ơi. Ê ông Năm. Năm. Năm ơi. Trời ông đi luôn à. Ông này hài hước kìa. Kêu mua cá sặc kêu mua cua đuối. Đâu qua đây chi mày? Dạ. Trời ơi, gì ba thì con qua đây con ăn đám giỗ. Đám giỗ gì mày xạo xạo tao hả? Con xạo gì đâu, thiệt bố. Mày qua đây mày kiếm con Thu đúng không? Không hề. Trời ơi, con làm gì kiếm Thu nào? Mày đừng có qua mắt ba. Mày đi qua đây mày mê con Thu. Đúng không? Ba, gì? Xíu ba nói với bác Năm giúp con được không? Tại vì bây giờ con với Thu cũng quen nhau lâu rồi mà bắt Năm khó quá, con không dám nói chuyện. Mày biết tính ổng rồi, đụng vô là như cái ổ kiến lửa vậy. Thì đó, bởi vậy nhưng mà bây giờ con lỡ rồi giờ sao? Ba nói giúp con đi chứ bây giờ con nói không có được, con sợ. Được rồi, để lát rồi tao nhậu với ổng rồi tao tìm cách tao đế vô, tao chim vô. Dạ, hay quá. Nè coi nắp nè, mày coi nắp. Ủa? Thôi ba. Thưa bác Tám. Thôi bác Tám, ba ăn đâu rồi? Ba đi chợ mua xị rượu rồi. À vậy hả? Thôi bác Tám ngồi chơi tiếp đi nha. Thôi mày cười hả? Mày cười gì? Dạ không có. Sao chuyện gì? Thì cái đêm hôm đó anh nhớ không? Ê, ai phát hiện rồi hả? Bậy bạ, ai đâu mà phát hiện. Chứ sao? Thì cái đêm hôm đó xong á. Rồi cái em sao? Em hai dập rồi. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Em hai dập, em thử rồi hả? Thử rồi, sáng giờ em lén ba em đi thử đó. Nhưng mà em giục ngoài chuồng gà. Trời ơi, em giục đó. Bây giờ phải làm sao, Anh ơi, giờ anh tính đi anh ơi, chứ bây giờ em sợ anh ơi. Em bình tĩnh, để anh tính đi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Anh nghĩ cách đi chứ giờ sao giờ anh sợ. Từ em bình tĩnh, để anh suy nghĩ cách để. À, anh có cách rồi, để anh hỏi ba. Anh! Gì? Ba người lớn mà tự nhiên nói ba làm chi? Trời ơi, em yên tâm đi, ba anh hoạt bát lắm. Anh chỉ cần nói thôi, ba anh có cách giải quyết rồi. Hai ba con thân lắm, em yên tâm nha.
Ba. Gì mày? Ba khỏe không? Mày bị khùng hả? Không có. Gì? Vụ gì qua đây ngồi nói chuyện nè, bị gì? Dạ con có chuyện này quan trọng muốn nói với ba. Chị ba bình tĩnh nha. Cái gì? Hai vạch rồi. Thì mày đi đổi qua cái gì? Hai vạch thì đi đổi qua 4G lên 3-4 vạch mày. Trời, con kêu mày bao nhiêu lần lại? Không có phải, con không phải. Không có phải vậy, ba làm con rối quá nè. Thật ra con có bầu rồi. Nói chưa, tao nói mày bị khùng rồi, mày không tin. Ủa, trời ơi, ba làm con rối quá. Con không biết nói làm sao nè. Thật ra Thu có bầu rồi. Thu là thằng nào? Trời ơi. Thu con Bắc Năm. À, Thu con Năm hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi, ba. Không được rồi. Sao không được? Căng lắm, đi dọn đồ Thu khác ở nhanh con ơi. Sao đi ba? Chết rồi. Thôi ba giúp con đi, ba nghĩ cách giúp con đi. Không được đâu, ổng chém bác chết con ơi. Mẹ, bác tính cho con đi bác ta. Không tính được con ơi, căng lắm. Anh, sao anh nói ba anh quạt bác lắm mà. Đừng quạt bác lắm. Trời ơi, con ơi quạt bác nhưng mà lúc bị chém ai cũng như hay á con ơi. Ba giúp con đi ba, chứ bây giờ là sao? Trời đất ơi, cái gì đâu mà sao hả? Ba con về chạy cổng, con không thèm đóng nữa. Cái đứa nào nó ra không khép cổng được gà chạy tao lắm. Ba ơi, vô. Trời ơi, cái chuồng gà cũng không khép lại nữa. Bởi chán ghê cái con Thu này. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi. Đi thì khép cái cửa lại, gà nó chạy tùm lum tới lạ. Con này tối ngày chọc tao chữ thôi. Ê, Tám, có rượu luôn, có đồ nhắm luôn. Bữa nay ra đây tới chiều nha. Ôi, nó nhậu gì hết đi. Gì vậy? Ê, ba, ba cần chết. Trời ơi, ba kêu ba nghĩ cách giúp con mà bây giờ ba đi về chết con sao? Mày con quá vậy, mày bây giờ mày kêu tao là. Nhưng mà bây giờ đó là cháu của ba, cháu đích tôn đó. Ba nghĩ cách giúp con đi. Con trai con gái? Con chưa biết. Đặt tên Công Phượng nha mày. Dạ. Ê, tịnh. Dạ. Ba mày bữa nay bị gì vậy? Hả? Tới tháng đóng tiền điện mà không có tiền đóng cái bị cọc. Trời ơi, nói cũng nói không rõ nữa. Thì tới tháng đóng tiền điện. Cái gì? Sao? Làm gì? Hả? Làm gì vậy? Trời ơi, có khó khăn gì thì nói, hàng xóm láng giềng không mà có cái gì đâu mà ông nói nóng lên. Chưa gì hết mới mua chai rượu về hất đổ rồi. Cái gì? Ngồi xuống đi. Ừ. Ê mà nè. Trời ơi, hồi nãy nha ông, tôi ra ngoài chuồng gà. Trời ơi, tôi thấy cái này tôi hết hồn luôn ông. Hả? Không biết của đứa nào á. Cái này là một là trong nhà tôi, còn hai là đứa nào nó chơi xấu nè, nó quăng vô trong nhà tôi nè. Tôi lụm ngay cái chuồng gà nè. Chu cho. Hai vạch luôn nè ông anh. Hai vạch. Chà, này là có bầu luôn á. Bởi mới nói. Này lụm đâu vậy? Chuồng gà. Không lẽ con gà có bầu ta? Ông lỡ mặt tôi vậy? À hả? Không thiệt. Ba mày làm như khùng hay gì á? Trời ơi, con gà ta để trứng mình hay hai gạch gì đây? Nhiều khi là ai đi ngang qua người ta quăng vô đó. Phải không? Thì ai biết đâu. Để tôi hỏi con Thu. Thu. Dạ. Ra biểu mày. Ở đâu ra cái vụ này đây hả? Ở dưới chuồng gà có này làm sao đây, mày nói tao nghe coi. Thì chắc là tại ai đi ngang qua dục vô á, con đâu biết đâu. Thiệt không? Chắc ai dục vô đó mà anh ơi, mới gì đâu. Trời ơi, ở nhà này có mày thôi. Ha, à, không có mày thì ai nữa hả? Mày đã ba úng với tao, mày nói rõ cho tao nghe nha. Cái này là của ai? Tao mà biết được là tao quýnh mày chết. Của ai? Thì con nói là con không biết. Ôi, rồi mà. Của ai? Nhiều khi ở ngoài đường người ta quăng mà anh này kỳ. Ông để cho tôi hỏi nó. Của ai? Tôi nói rồi thôi. Của ai? Của tôi. Ê, cái gì vậy? Ê, gì vậy Tấm? Cuộc ông sao dính vụ này nữa? Thì đó. À không, của bà Tư lấy heo. Cái gì Tư lấy heo? Thì sao nè, nằm đây? Sáng bà mới đưa tôi. Ê, mà gạt ai chứ đừng gạt tôi nha cha. Bà Tư lấy heo có 60 tuổi rồi đẻ chữa đường nào? Dạ Tư ơi, sao em giỡn vậy Tư? Dạ họ, tôi giỡn á. Có gì đâu. Chứ của ai? Của ông ba. Ba nào nữa? Ba nào? Nó bị á. Bị nào?
bị xóm dưới kìa, không biết đâu. Ba bị gì? Nói rõ ràng coi, của ai? Nói liền cho tôi coi. Thôi tôi xin lỗi, tôi giỡn, tôi áp lực. Không nói biết. Không có gì đâu mà. Gì tôi chưa thấy ai bị hết, tôi thấy ông bị trước hả? Ông làm gì vậy? Có gì đâu. Ba mày nay sao quá tỉnh. Dạ. Hả? Thôi được rồi. Nhà này có mình mày là con gái. Mày ra đây tao hỏi coi Thu. Dạ. Bước ra đây mày. Làm gì quét 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 hoài à? Hả? Dọn bàn thờ của má mà. Bàn thờ cái gì? Ba cứ hỏi con. Nói cho tao nghe. Cái này phải của mày không? Không phải của con. Tao hỏi lại phải của mày không? Dạ không. Ba sao ba cứ nghi ngờ con hoài? Không phải. Không phải phải không? Không phải thôi. Ủa mà nè, nãy mày dục này ở đâu vậy Thu? Dạ ở chuồng gà bà. Trời đất ơi, tao rầy cái là dính liền hà. Dễ gì mày qua mặt tao ha. Trời ơi, bữa nay mày khai nhận là mày có rồi hả Thu ha? Từ ngày má mày chết ai dạy mày ăn ở cái kiểu này? Mày đứng lại đó cho tao, tao đập mày chết. Trời ơi, tao đập mày chết, mày đứng lại nha. Đồ biết sức con gái. Trời ơi, mày đứng lại chưa? Cái gì? Bác bình tĩnh đi. Cái chuyện đâu còn có đó mà bây giờ bác đánh Thu thì đâu có giải quyết được chuyện gì đâu bác. Bình tĩnh cái gì bình tĩnh? Nghĩ sao tao bình tĩnh được hả? Mình lớn nghĩ rồi coi. Mình hai thứ tóc rồi, mình phải lạnh hơn mấy đứa nhỏ một cái đầu chứ. Lạnh chứ gì? Trời ơi, ông ở trong cái tình trạng của tôi đi, ông có bình tĩnh được hay không? Trời ơi Thu ơi, mày giết tao đi, mày bôi cho chén cháu vô mặt tao đi Thu ơi. Hả? Bây giờ mày trả lời rõ cho tao nghe coi. Thằng nào mày nói đi tao giải quyết luôn ha. Còn mày mà không nói hả, tao đem tao bôi cho chén cháu ha, tao đem con xấu ngoài chợ bây giờ đó Thu ơi. Trả lời coi thằng nào. Bà ơi bà, con không có ý đâu bà, con xin lỗi, mốt không có dám nữa đâu bà. Ủa thằng nào? Bà, thằng nào? Thằng nào? Bà con. Ủa có luôn hả? Có. Nữa hả? Ủa tụi bị đa nhân cách mà tôi không biết hả ta? Wow. Ủa giả điên hay quá Tám. Từ từ phải, ông anh từ từ. Ủa Thu có luôn hả con? Dạ có. Đó, nó thú nhận rồi, ông còn chối đường nào nữa. Tám ơi là Tám. Gì vậy mày? Tám giúp ơi. Con đi. Giúp con đi. Cái gì? Trời ơi ba giúp con đi. Cháu đích tôn, cháu đích tôn. Con đi. Bị cái gì vậy Tám? Giải thích đi, giải thích đi. Từ từ ông anh bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì? Chuyện đâu còn có đó mà từ từ. Để tôi nhớ lại đã. Nhiều khi mình giàu quá mình bị quên á. Mình dạng như tôi đang đi ngoài đường cái tôi dấp ngã té vào bé, cái bé có bầu tôi không biết. Này cái hỏi là biết được. Chấp ngã cái gì? Trời ơi ông nói chuyện vậy con nít tin ông chứ ai mà tin ông? Người lớn mà nói chuyện gì kỳ cục vậy? Ý tôi nói ông bình tĩnh đi, từ từ mình chuyện đâu còn có đó, mình bàn từ từ từng cái hiểu không? Ơi. Bây giờ sao? Thì bây giờ ngồi xuống đi rồi nói chuyện nè. Không có nói chuyện được gì hết á. Ông á nha. Trời ơi. Ông là bạn tôi mà, ông chơi xấu mặt tôi quá. Trời ơi, ai đời đâu mà 60 tuổi với con 20 tuổi. Trời ơi, đồ cái thứ hai thứ tóc ha. Thứ hai thứ tóc mà không nên nết. Thứ gì đâu à. Thôi được rồi, bây giờ lỡ vậy rồi thôi. Cậu muốn tới như thế nào thì tới. Cậu sẽ... tới cái gì nữa. Vậy giờ bác trai muốn con sao thì con. Bác trai. Bác trai là thú nhận rồi chứ gì. Bây giờ bình tĩnh rồi, từ từ. Bây giờ sao, có chối nữa không hả? Thì nó cũng là, dù gì nó cũng là con của... Con của ai? Con của anh với lại... Cái gì vậy? Cháu của anh với con của tôi. Thì thôi giờ mình từ từ mình tính cách đi ha. Không có tính toán cái gì hết á. Ông á là đồ hai thứ tóc mà vô trách nhiệm ha, tán tận lương tâm. Sao chửi gì dữ vậy trời? Thì bây giờ về nhà cái tôi kêu ông bằng ba thôi, có gì đâu. Rồi. Trời đất ơi, bữa nay làm con tao luôn, mày coi đó, mày coi ba mày đó có chịu nói không? Tôi không ngại miệng đâu, ba ơi. Bỏ nha, nha. Không có vụ đó nha. Bây giờ giải quyết sao giải quyết đi. Ha, không thôi tôi giết nó chết. Ba làm gì? Ba làm gì? Chả mày cộng như này. Trời ơi. Ông anh ơi. Ông anh ngồi xuống đi, tôi nói chuyện này quan trọng nè. Bây giờ tôi nói chuyện cái sự thật cho ông anh nghe nha. Thực ra là cái bầu của con gái anh á là của nó với lại con trai tôi chứ không phải của tôi. Cái gì? Tại vì anh bảo thủ quá cho nên tụi nó không có dám nói cho anh biết. Nói vậy là của hai bay hả? Trời ơi. Ông đó suốt ngày ông có bao giờ ông quan tâm tới con gái ông đâu. Nè, nói cho đàng hoàng nha, con gái tôi sao tôi không quan tâm?
tôi không quan tâm mà tôi lo cho nó hả? Xin lỗi ông mà tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cái gì của nó tôi cũng biết hết á. Chứ ông biết hai đứa nó quen nhau bao nhiêu năm rồi chưa? Thì quen mấy năm mày? 15 năm rồi ông biết chưa? Mới có 5 năm mà ba. 5 năm hả? Vậy mà phóng cho 15 năm. Ông anh, ý tôi nói là năm hay 15 năm, 12 năm gì nó cũng là một cái thời gian nó dài, hiểu không? Thì tụi nhỏ này nó yêu nhau 5 năm là cũng là nó yêu thiệt lòng rồi, đâu phải là kiểu như một hai ngày qua đường đâu. Nhưng mà tôi không có chấp nhận được. Nghĩ sao vậy hả? Bây giờ cho dù có 20 năm đi nữa tôi cũng không bao giờ tôi chấp nhận được cái chuyện này. Làm sao hả? Tôi đâu có dạy con tôi cái kiểu mà ăn cơm trước kẻng. Nghĩ làm sao vậy? Trời ơi, chưa cưới hỏi cái gì hết, bây giờ sắp vô cái có bầu là sao? Vấn đề á là tôi dạy con tôi là phải biết sống là phải cởi mở, làm là mình phải làm tới cùng. Anh hiểu không? Yeah. Nhưng mà khi mà gặp cái kết quả là mình phải chịu trách nhiệm cái kết quả đó, chứ không có giống mấy người ngoài đường làm xong rồi bỏ, anh hiểu không? Nhưng mà tôi nói rồi, tôi không có chấp nhận cái chuyện này. Tôi nói cho ông anh nghe nè, hai đứa nhỏ xảy ra cái ngày hôm nay là do những bậc làm cha làm mẹ như tôi với ông đó. Mình không có cứ suốt ngày mà bảo thủ, tụi nó sợ tụi nó giấu, không có dẫn đường chỉ lối cho nó, tự tụi nó đi, tụi nó phải tự dấp là đúng rồi. Thôi, không có nói nhiều. Tôi nói là tôi không có chấp nhận đó. Thôi mà anh thấy hai tụi nó yêu nhau thiệt lòng mà. Không là không. Tôi nói nha, ông cho cưới đi, mốt con ông cháu của ông đẻ ra nha, không có cha. Kệ. Không cho cưới đúng không? Không. Vậy thôi đi về. Cho cưới đâu mà lại? Con của con đẻ ra không có cha rồi sao? Kệ mẹ. Vợ ba mà không cho con với Tịnh cưới á, con chết cho ba coi nha. Mày khùng hả thú? Trời đất ơi. Trời, bây giờ mày vì thằng đó mày làm nư với tao hả? Tao có một mình mày thôi nha Thu. Thứ con gì đâu mày toàn gài tao không à. Đừng có thế được kẹt mày biết không? Được rồi. Cháu ngoại chứ gì? Cháu bấm bụng đi. Cưới đi. Cháu. Cái con lỡ rồi. Cháu. Cưới đi. Hả? Gì? Gì? Tôi mới nghe ông anh nói gì á. Thì cưới đi. Bắt năm cho cưới rồi ba ơi. Ủa bộ muốn cưới là cưới hả? Con trai tôi là cành vàng lá ngọc, không cưới đi về. Mày con chảnh tao mày. Biết mày. Ba bình tĩnh. Nãy cưới chưa cưới hả? Giờ sao? Kèo trên. Bây giờ kèo trên hả? Trên không? Ba cháu đứt tôn. Mày con chảnh cho tao. Tôn. Tôn gì? Đến đi mày. Cháu đứt tôn của bà đó. Đặt tên Messi nha mày. Chị nói cho mình biết. Nãy giờ mình khó quá chứ. Bây giờ con tôi là nó đàng hoàng chứ đâu phải là ở ngoài đường, ngoài đầu chợ, đầu xóm gì đâu. Cưới nhau, hai đứa nhỏ cưới nhau thôi. Rồi hai đứa mình phải bàn chuyện cho mấy đứa nhỏ cưới. Thì thôi chuyện nó cũng lỡ vậy rồi. Để nó rùm beng ra ngoài là xấu họ, xấu mặt xấu mũi nè. Ngồi xuống đi mình bàn cái chuyện đám cưới đàng hoàng cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà tôi nói nghe, tôi có một mình con Thu à, cho nên đám cưới cũng phải đầy đủ lễ nghi theo phong tục ông bà tôi mới chịu nha. Tiền đâu cưới ta? Trời ơi, ba, tiền má để cho ba đâu? Nó tiền của tao mà, phải tiền của mày đâu. Nhưng mà con là con của ba mà. Cháu đứt tôn. Đặt tên Quang Hải mày. Ý tôi á là tôi cũng sáng gắng dành dụm cái số tiền của tôi để cho hai đứa nhỏ nó cưới nhau. Bây giờ tính tháng sau là cưới luôn, mần xu gia, chịu không? Dù gì tôi cũng dành số tiền để làm cái ngày đẹp cho mấy đứa nhỏ. Thì ông anh cứ tính ngày đi rồi báo tôi, rồi tôi đặt nhà hàng thôi. Rồi ok, rồi vậy ha. Vậy đi. Thôi bây giờ mình bắt tay một cái để cho mấy đứa nhỏ nó thấy là gia đình nó đàng hoàng, kết nghĩa với nhau nha. Rồi, phước ba đời mới làm xui đó. Rồi, cảm ơn anh nha. Yeah! Hay quá. Thấy chưa? Anh đã nói với em rồi, kế hoạch này chắc chắn thành công. Về mà em cứ sợ ba em hoài thôi. Anh giỏi quá à. Gì vậy? Lại đó làm gì bị khùng hay gì nó quấn quýt hoài không? Ba, con nói cho ba một bí mật này nè. Thực ra Thu không có bầu. Mày mới nói gì vậy? Thu không có bầu. Nằm xuống đây, mày nằm xuống đây. Mày nằm xuống đây, mày nằm xuống. Nằm xuống đây. Mày nói ra làm chi? Ủa, con tưởng chuyện đó chuyện vui. Vui cái gì mày điên hả? Rồi gì ổng không cho cưới kìa. Đâu, này mới bắt tay cho cưới rồi. Ông này ổng lật mặt nhanh lắm. Chứ bây giờ sao con lỡ nói rồi. Để tao tính, đi vô đây, nhanh. Thu, vô đây con. Đi đâu? Chưa có bầu và tao cưới rồi, giết chết. Thì cưới xong rồi có. Thấy chưa, cưới xong rồi có kìa. Mày thấy kỳ cục không? Ba đúng mà. Đúng rồi, ba. Thì bây giờ nó không có bầu thì càng tốt. Bây giờ nó thương nhau vậy rồi thì thôi mình tác hợp cho nó đi chứ ép nó làm chi, phải không? Bây giờ là sống cởi mở rồi đó.
Ủa sao tự nhiên thay đổi tâm lý nhanh vậy? Là tôi nói cái thay đổi tâm lý luôn hả? Cưới thiệt đó hả? Thì cưới luôn đi, trong tháng sau. Trời ơi, mấy đứa ơi, vậy là cưới là làm chú giao luôn hả? Năm nay ăn tết luôn.